Giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục duy trì đà tăng. Cùng với đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên từ 640 đến 645 đô la Mỹ một tấn so với mức từ 625 đến 630 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, giá nhiều loại lúa đều tăng khá so với tuần trước. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, giá gạo tăng do nhu cầu lớn từ Indonesia, trong khi nguồn cung trong nước không thay đổi, đồng thời cho biết thêm xung đột ở Trung Đông có thể thúc đẩy các nước tăng cường dự trữ lương thực.